xin kính chào toàn thể các bác. Hưng Yên một chiều nắng gió, em lại gặp các bác trong tình trạng là có nắng và khá là nhiều gió, cùng với vô vàn những chú ve đang inh ỏi gọi bạn tình các bác nhé. Ok, thì hôm nay chủ đề em lại giới thiệu với các bác là vỏ thùng loa subwoofer TH115XN. Con này thì cực kỳ hay và cực kỳ hiệu quả với các bác nào mà không gian diện tích nhỏ hẹp mà là yêu cầu một cái loa không được là loa 50, tức là không được là loa 18 inch, mà các bác chỉ cần loa 40 thôi. Đấy, để phù hợp với nhu cầu của các bác thì hôm nay em sẽ đo cho các bác là cái khối lượng thùng nha. Khối lượng thùng thì không thể nào vừa mắt được với các bác nào đang dùng loa 40 hoặc 50. Khối lượng thùng của nó rất là nhỡ, 73 chiều sâu này, chiều ngang mặt hoặc là chiều đứng nhá, là vào 90 cm, và chiều cao bản thân thùng là cản chân cao su là 45. Để đang đặt nằm, còn đặt đứng ra thì nó sẽ thay đổi cái chiều ngang với chiều cao thôi các bác nhé. Thì đây là TH115XN, thùng là chuyên dùng cho cái cổ loa 15 inch. Đấy các bác nhé, chuyên dùng cho cổ loa 15 inch subwoofer. Dòng này thì bên em thiết kế chuyên dùng cho các bác nào mà mini night show, night tour, biểu diễn chương trình gọi là cà phê sân vườn ngoài trời, yêu cầu là hát karaoke hoặc là đánh nhạc acoustic ngoài trời mà yêu cầu tần số đáp ứng là từ khoảng 40Hz, súp từ khoảng 40Hz trở lên thì con này đáp ứng rất tốt. Còn các bác mà yêu cầu một loa súp nào đó mà đáp ứng tần số là từ 33Hz trở lên thì con này không đáp ứng được đâu. Con này nó chỉ được có 38 tại trừ 9dB thôi. Với một số củ loa nào nó hợp thì nó xuống được có là 36Hz thôi. Đấy. Thùng gỗ ván ép các bác nhé, thùng sần sần gỗ ván ép. Hiện tại một cặp này chính thức đã có giá, tính đến thời điểm ngày hôm nay chính thức đã có giá. Em bán giao lưu với các bác vài cặp bán vài cặp cho vui nhá. Thì sau này em sẽ có một 115XN phiên bản extra nữa, thì nó sẽ đạt được cái nhịp tần số xuống thấp hơn và sâu hơn, cùng với đó là khối lượng thùng của nó sẽ nặng hơn. Một cái thùng này nó đã vào hơn một tấm gỗ 15, hơn một tấm các bác nhé. Một tấm gỗ 15 trọng lượng là vào 36 hay 37kg một tấm. Nhưng mà cái này thì nó không nặng đến mức như em vừa kể đâu. Hơn một tấm nó chỉ nặng tương đương như này thôi, khoảng tầm 36 hoặc 37kg trên cái vỏ thùng thôi. Cả lưới nữa thì nó vào tầm 37, 38, khoảng tầm đó. Cộng với phụ kiện như là có chén cọc này. Trên nóc thì bên em thiết kế là 3 cọc để các bác có thể đánh phong phiêu hoặc đánh xa phiêu. Nếu như các bác chơi với ban nhạc vừa và nhỏ thì cứ hai cái một các bác đặt nằm này. Đấy. Còn các bác với chơi theo kiểu là không dùng loa nhỡ loa nhỏ mà dùng loa bé, các bác dùng như là cái loa dòng F18 hoặc F28 thì các bác đặt đứng thùng lên nhá, xếp chồng lên nhau, thì thay vì để nằm như này các bác đặt đứng lên và hai cái chồng lên nhau, nó sẽ cao khoảng tầm này, và các bác đặt cái loa F18 lên trên lỗ cọc của cái loa này, nó sẽ cao khoảng tầm 2m, khoảng tầm 2m thì nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất giữa súp và full ram. Về cái thùng này thì bên em nói thẳng các bác đặt đứng được, đặt nằm được. Ưu tiên bên em vẫn sử dụng là cái chân 1cm mũ bằng, nhưng đang hết thì là phải chân 2cm mũ vát này. Đang hết chân thì bắn tạm cái chân này vào. Đấy. Còn nếu như các bác mà lấy cả thùng cả bát thì bên em xin báo giá luôn nhé. Cả thùng cả bát như thế này bên em đang bán là 4 triệu một chiếc và bao ship. Chi phí vận chuyển một quả thùng này là vào 600.000, gửi Viettel, gửi xe thì nó tầm 400-500.000. Đấy, chi phí thì em đọc luôn nhá. Còn các bác lấy vỏ thùng không thôi thì nó rất là đắt. Là 4.6 triệu một đôi thùng. Và các bác lấy lẻ một chiếc thì nó sẽ là vào 2.5 triệu một chiếc thùng. Lẻ thì nó sẽ đắt hơn nhé các bác nhá. Lẻ thì sẽ đắt hơn là mua theo đôi. Đấy. Thùng đây, gỗ ván ép đây, đây là bên cạnh này. Hàng của em thì em trưng bày nhá, như mọi hôm ấy là em để hai cái thùng này ngay chỗ cái thùng A15 kia, vứt năn vứt nóc này đấy. Vứt mấy hôm. Đấy. Thì đây tất cả thùng do bên em nghiên cứu và phát triển đều có logo thương hiệu. Logo thương hiệu do bên em đã đăng ký ở trên internet. Mua bản quyền thương hiệu. Nếu còn đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ thì đang nộp hồ sơ. Đấy các bác nhá. Con này thì em đang sử dụng cấu hình củ loa bát, bên trong thùng là củ bát của Phúc Thịnh, củ bát của Việt Nam.
và nó đánh khá là ghê gớm. Nếu như một đôi này nhá, mà các bác nắp hoàn chỉnh lên một đôi như này, các bác để như này mà đánh thì nó kêu cũng khiếp đấy. Nó cũng ngang một chiếc xúc kép 50 đấy, không phải chuyện đùa đâu, nó đánh ngang ngửa một chiếc xúc kép 50 thôi, mặc dù là khối lượng thùng của nó như này. Đấy. Còn nếu như các bác bảo là cái này khác gì nó 40 đơn, xúc đơn 40 thì các bác cứ đo cái khối lượng thùng đi. Xúc đơn 40 ấy, không con nào nó có cái chiều cao dài rộng nó ối ối như này đâu. Xúc đơn 40 thường thường nó vuông một cục. Kể cả các bác có xúc thầm như là cái dòng NS600 bên em có làm rồi ấy. Chất âm của nó đánh không lại được cái loại này. Thực tế là không lại được luôn. Nó 600 em đã thử rồi. Và kết luận là bây giờ nhá, bác nào đặt NS600 thì em làm, còn không đặt là em sẽ không làm. Bởi vì bên em làm là những cái nào nó hiệu quả thì mình sẽ giữ lại, còn những cái nào nó không được hiệu quả lắm hoặc hiệu quả nó hơi kém so với các cái mẫu hiện tại thì bên em sẽ bỏ những cái mẫu hiệu quả kém đi, hoặc là không được hiệu quả lắm thì bỏ đi, sử dụng những cái mẫu nào mà nó mình cảm thấy là nó ok nhất, nó hiệu quả nhất thì bên em sẽ giữ lại. Như cấu hình như này này, các bác có thể chơi cà phê sân vườn hoặc là nhà các bác rộng ấy, các bác chơi như thế này cũng được. Các bác có thể kê ở trong không gian diện tích gia đình nhà mà các bác yêu cầu là loa nó vừa vừa gọn gọn thôi, cao ấy, không cần biết, càng cao càng tốt thì đây sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Các bác có hai cái, các bác có một cái kệ tivi cao khoảng tầm là gần 1 mét thì đem sẽ đo nhé. Ví dụ là các bác nhà có kệ tivi cao nó khoảng tầm gần 1 mét gì đấy thì là khá là phù hợp với cái thùng này. Thùng này là cao vào 90 cm. Đấy. Thùng nó cao 90 cm mà các bác đặt đứng lên thì nó sẽ kê sang hai bên, kê theo kệ, hoặc là các bác nhét trong gầm cầu thang một quả như này thì nó đánh rất là áp lực. Hát karaoke trong nhà thôi mà như là đi quán bar ấy, nó đánh kinh khủng lắm. Con này đánh ngoài trời là khá là phù hợp. Còn khi các bác mà bế cái thùng này vào trong gia đình, vào trong những cái kiểu như là phòng mà nó hợp với cái thùng này ấy, hay là phòng nó không có dội âm hoặc là dàn trần ấy, nó hơi dội âm một tí thôi thì con này nó đánh cho các bác lúc sau không chịu được, ung hết cả người đi, nó đánh hừng hực các bác nhá. Thì đây là phần thiết kế ở mặt sau đây nhá. Mặt sau này thì em đang hết rắc nên là chưa có nhét rắc vào đây được, em sử dụng hai cái ổ rắc phổ thông thôi. Và đằng sau thì cũng có đều đầy đủ hết là cả các cái lỗ chân bánh xe để các bác có thể lắp bánh xe vào. Ví dụ các bác làm chương trình sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ đang tiếp củ bát, các bác có những củ bát xịn ấy thì các bác lắp củ bát vào đây này, nó đánh nó sẽ ra cái chất củ bát luôn, đánh khai thác tối đa luôn. Và với khối lượng thùng này là nó sử dụng hai khoang cộng hưởng, một khoang là củ bát rồi, một còn khoang kia là khoang cộng hưởng cái tiếng. Áp lực hơi của nó đánh vả ngược vào thùng, bắt đầu nó thoát ra luôn. Đấy. Thì nó sẽ khai thác được. Các bác có những cái củ loa bát bãi xịn và củ loa chất lượng cao, các bác mua và săn tìm đâu đó được thì các bác sử dụng vào cái thùng này. Thật ra ấy, như em kể đây này, cái vỏ thùng xúc 40 từ trước giờ em bán một số cái dòng gỗ như là gỗ MDF ấy, em đã bán vào 2 triệu một chiếc rồi. Từ trước đến giờ là toàn 2 triệu một chiếc và bao ship. Mà cái này là nó chỉ có vào 2 triệu rưỡi một chiếc vỏ và bao ship thì các bác hình dung giá. Nói là đắt nhưng thật ra nó không đắt. Nó chỉ đắt mỗi cái cước vận chuyển, cước vận chuyển 500-600 nghìn một quả rồi. Thế tính ra nó chỉ loanh quanh tầm 2 triệu giá tại cửa hàng đấy. Và còn chưa kể là cái thùng này nó đánh ra được cái chất mà rất ít các cái loa mà gọi là cùng phân khúc nó có thể làm được. Khối lượng bên trong thùng rất lớn các bác nhá, khối lượng bên trong thùng rất lớn. Riêng cái khoang thể tích khoang bát này thôi đã gần 200 lít. Từ khoang này đến đây gần 200 lít, còn chưa kể là cái khoang cộng hưởng này nữa. Từ khoang này hết về sau nữa. Chưa tính nữa. Đấy. Thì đây là cấu tạo bên trong thùng nhá. Thùng gỗ bên em làm là gỗ ván ép chịu nước. Tất cả là gỗ ván ép hết, không có một tí nào gọi là gỗ MD ở trong đây cả, không có một tí nào nhá. Nói thật các bác nhé. Còn đây là phía trước là con lưới này. Dòng này thì bên em thiết kế tối giảm thôi, không có cầu kỳ như là các cái dòng loa khác đâu. Thứ nhất ấy là tiết kiệm được cái chi phí đặt lưới, cùng một cái khuôn lưới em ra được 3 đến 5 mã sản phẩm với đa dạng mẫu mã tùy chủng loại, nhu cầu mục đích của các bác sử dụng như nào em sẽ làm theo như thế. Và quan trọng nhất ấy là nó khai thác được tối đa cái khả năng trình diễn. Đợt trước em định đặt là cái lưới lỗ nó nhỏ hơn, nhưng mà sau nghĩ đi nghĩ lại bây giờ làm đa năng, đặt lưới mà lỗ nhỏ khi mà áp suất hơi nó ra nó mạnh ấy, cái lỗ nhỏ nó sẽ tạo ra cái tiếng gió như là các bác thổi sáo ấy.
như là các bác thổi sáo nhưng mà kiểu bay hết răng rồi, không còn sáo nữa. Thay vì nếu no như chim hót, nếu nó có phì phì như kiểu rắn hổ mang, nó phà thì đấy, đấy là thực tế nó là như thế. Bên em làm thì ưu tiên sử dụng lưới nỗ nục giác, nỗ to chứ em không làm nỗ nhỏ. Bởi vì nỗ to ấy, nó có đa năng, hai mục đích. Thứ nhất là mình trang trí, nếu mà to quá thì các bác có thể dán mút vào bên trong, nó che đi. Với thứ hai là áp suất hơi, ví dụ các bác nắp vào loa siêu trầm, loa súp ấy, thì khi gió nó mạnh ấy, nó không bị cản gió tại cái lưới, nó không gây ra cái hiện tượng là cái lưới mà nó nắp cái lưới vào nó kiểu như là rắn hổ mang kêu ấy, thì nó sẽ không bị hiện tượng như thế. Thay vì là các bác làm những cái lưới mà càng ngày càng nhỏ đi, thì bên em làm càng ngày lưới nó phải càng to ra. Để theo như cái tiêu chuẩn của bên châu Âu ấy, là cái áp suất hơi của nó ra rất là mạnh. Các bác nhìn cái khoang như này nhá, nhưng mà khi đánh cái loa lên ấy, các bác có một cái tờ A4 đặt trước cửa này, nó chỉ hơi rung thôi. Nhưng mà khi các bác có một cái tấm biển nào hay là túi giấy bóng nào đổ to mà che gần như che hết cái mặt lưới này, thì các bác thông cảm, hơi của gió của nó đánh thật sự là rất là mạnh luôn. Còn nếu như các bác mà chơi một đôi này hoàn chỉnh đánh ngoài trời nhá, tự tin các bác, chúng ta chơi như vậy là đủ. Nó đánh chả kém gì mà chiếc xúc kép mặt 50 đâu, mà đánh thật sự nó đánh như thế. Nếu như gặp đúng cái củ loa nào nó khớp với thùng nữa, củ loa chất lượng cao, một công suất lớn ấy, thì nó sẽ khai thác được tối đa cái khả năng trình diễn. Còn như cái thùng này, bên em đang nắp củ bát Việt Nam như này, với mức giá là có 4 triệu một chiếc và bao ship cho các bác. Thật sự là giá rất rẻ rồi, không còn cái gì rẻ hơn được nữa đâu. Còn các bác vẫn thắc mắc là tại sao hàng thanh gióng mà giá cao thế, thì cái công nghiên cứu của ai, cái công để thí nghiệm không phải trên một cái thùng mà trên mười mấy cái thùng thì nó tính sẽ như thế nào đấy, được không ạ? Đấy, các bác nhá. Còn các bác vẫn thắc mắc là thế bây giờ không làm được cái hàng nào chất lượng hơn, thì em nói thật các bác này, em sẽ làm được những chất lượng hơn. Nhưng mà nếu mà hàng chất lượng hơn thì nó lại đi cùng với cái củ loa và không được đa năng như này. Còn như cái hàng như thế này bên em đang làm thì nó sẽ đa năng. Các bác có cái bát 15 inch, miễn là bát 15 inch, miễn là cái củ loa chất lượng cao, xịn và đáp ứng được cái tần số cơ bản, ví dụ như khoảng tầm 45Hz này đến 500Hz hoặc 45Hz đến 1 ký, các bác nắp vào cái thùng này nó sẽ ra được chất luôn của cái củ bát đó, mà không phải là xuống được 45Hz mà xuống thậm chí là 38Hz. Nếu như các bác có đồ đo ngoài trời này, đo ngoài trời nó thật sự nó khai thác được tối đa cái khả năng trình diễn của củ loa bát. Thực tế mà nói nó là như thế. Còn nói gì thì nói, cứ khối lượng thùng lớn và cộng hưởng với khoang hơi, cái đường vách hơi bên trong thùng ấy, nó ra cùng nhịp với cái khoang loa bát cộng trừ 15% là bên em có thể thương mại được rồi. Còn nếu như làm chính xác, ví dụ làm một cái thùng nó chính xác cho cái củ loa bên trong thùng này, thì nó không có giá này đâu, mà lúc ý là bán cả thùng cả loa, chứ không có bán vỏ thùng loa và củ loa như này đâu. Đấy, em nói thật đấy nhá, còn các bác tin hay không thì tùy. Đây là một video giải trình thùng của nó có như thế này thôi, thùng bên em làm chỉ có như thế này thôi, không có cầu kỳ lắm đâu, nó rất là dễ. Đấy. Ok, em sẽ đo lại cho các bác xem các chiều nhá. Thì đây là chiều ngang này, chiều ngang mặt này là 90cm, chưa tính chân cao su là cả chân là 92. Chiều sâu của cái thùng này là vào 73cm. Đấy. Chiều cao là 45cm cả chân cao su, còn bản thân thùng thì nó chỉ có 43cm thôi. Đấy các bác nha. Còn nếu các bác đặt đứng lên thì đây nó sẽ là chiều cao này, 92. Đấy. Chiều ngang, nếu mà đặt đứng lên thì chiều ngang của nó chỉ có vào 43cm thôi. Ok, thì các bác nào quan tâm đến dòng subwoofer TH115XL này thì alo ngay cho em, liên hệ ngay cho em nhé, liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em để biết thêm thông tin về sản phẩm. Mà thực tế là thông tin sản phẩm nói rõ rồi. Các bác đến với em thì là sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm do người Việt Nam nghiên cứu và người Việt Nam phát triển, phù hợp nhất với nhu cầu của người Việt Nam, đúng không ạ? Nó đánh vừa bạo lực vừa êm sâu, đáp ứng được những tần số cơ bản của một cái loa siêu trầm cần phải có trên thị trường. Đấy. Mà giá rất hợp lý, giá nó chỉ đắt hơn các cái hàng thanh gióng vũ vẩn một tí thôi. Còn nếu mà so với cái hàng thanh gióng mà theo tiêu chuẩn thì
vẫn còn rẻ chán. Sau này em sẽ kiếm được một số củ noa xịn lắp vào cái thùng này, nó sẽ khai thác được hết cái chất của củ noa vào cái thùng này. Lúc ý các bác sẽ thực tế và là sẽ thấy được cái trình độ của người Việt Nam. Không như ngày xưa đâu, không làm ăn bún áo đâu, làm thật sự làm nó ra làm luôn. Làm ra làm, chơi ra chơi luôn. Ok các bác nhé, video đến đây là xin phép được kết thúc. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.